cà phê hoặc là tên một. Chúc mừng sinh nhật. Nạp tiền. Chúc mừng sinh nhật. Nhiều mắt gương rồi. Chúc mừng sinh nhật. Ông Lạc đi, ông Lạc đi. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Chú Tâm. Nào, đây mà, nhìn vào đây, nhìn vào đây. Chúc mừng sinh nhật, Phá Đào, chúc mừng sinh nhật chú Tâm. Chúc mừng sinh nhật. Ông Lạc, ông Lạc đi. Chúc mừng sinh nhật chú Tâm. Nào. Phá Đào vậy, chúc mừng sinh nhật chú Tâm. Chú Tâm. Chú Tâm. Phát này, lên bên đi. Chúc mừng sinh nhật chú Tâm. Chúc mừng sinh nhật chú Tâm. Thổi đến. Ê, thổi đến. Sô bà ra. Sô bà ra bên à. Bạn này, bạn gì đấy? Bạn ok, hello cho các bạn nha. Cười duyên nào. Cười duyên nào. Bên này phóng viên cũng đang làm việc rất vất vả, giống như là bên đầu Việt Nam hai cầu truyền hình cũng đang kết nối với nhau. Rồi ok rồi, nghe được rồi. Cười duyên nào. Bên cầu truyền hình về phía đầu Việt Nam thì ui đông thế. Hello cả nhà. Có, mình nghe đó. Hello cả nhà nha. Chào các bạn. Chào các bạn. Tôi tên là gì vậy? Tôi tên là... Ok, cả nhà đang họp à. Thì lần đầu tiên thì cho Linh xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Lời chúc sức khỏe nhé. Nghe thấy gì nhỉ? Sao rồi? Mọi người đang nghe mọi người định chia sẻ. Ở đây à? Có nghe nó à? Có. À ok. Thì lần đầu tiên thì cho Linh xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người đang có mặt ở đây, lời chúc sức khỏe. Thì cũng rất là bất ngờ. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng Adot. Thì Linh thì cũng rất là hy vọng là sắp tới Linh và cũng như tất cả mọi người sẽ luôn cùng nhau cố gắng đưa Adot tiến càng xa hơn nữa. Thì cũng để mà nói thì bắt đầu thì Adot thì đặt tiêu chí ấy, là slogan là thơm cho đời và thơm cho mình. Thì Linh cũng rất là hy vọng là sắp tới là tất cả mọi người sẽ tiến xa hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người. Nhân tiện đây thì ngày mai thì chắc là cũng sinh nhật chủ tịch Tiên. Nhân tiện đây thì hai chú cháu xin chúc Tiên
là sinh nhật vui vẻ và luôn luôn tuổi mới thì hạt gái được nhiều thành công mới trong sự nghiệp và luôn luôn vui vẻ xinh đẹp. Vỗ tay. Ri gửi lại. À Kata này. Happy birthday. Kata. Kata đấy. Đầy chú như Kata. Không ghi nữa, không ghi nữa, không ghi nữa. Kata, Kata. Kata. Happy birthday to you. Kata cũng có sao rồi. Chúc mừng sinh nhật nồng tiên. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều nhá. Để cho thằng cháu đi học cái nha, chưa muộn giờ rồi. Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, vô nhà, đi học nha. Dạ vâng. Chào cả nhà nha. Rồi đi học nha. Ôi, cháu ngồi chờ đi học. Mấy chú cô gọi muộn quá. Vâng, em xin phép chào tất cả mọi người nha. Ok các bạn nhé, giờ là đến phần gọi là chúc mừng sinh nhật của Lôi với cả anh em dành cho Tâm và những anh em trong team sinh nhật là tháng 8 và một ai đó đấy nhá các bạn nhá. Tâm tháng 8 ạ? Tâm tháng 8, Tâm mới sinh nhật đấy, Tâm mới sinh nhật ở hôm anh ở trên Luanda. Ôi chết rồi, cái này ấy rồi, hình cao như này cơ, cao như này cơ thì mình thấy được. Rồi, nghe đi nhờ. Cao thêm một tí nữa, chờ kiếm gì kê cao thêm một tí nữa nè. Anh cầm đi. Hả? Anh cầm mà quay. Này là Lôi này, tưởng là mấy chú đây đây đây. Tại sao là 6 giờ sáng kêu mình đến thổi nến nhỉ? Nay có phải sinh nhật mình đâu nhỉ? Có lý thật. Sao rồi nhỉ? Ông sướng, vui. Rồi, như thế nhá. Đây, đây là bánh gato này là dành cho Tâm và cũng như là những ai sinh nhật vào tháng 8 nha. Để quay video đã. Rồi. Nào. Ô la kì. Xe tà bay. Xe tà bay. À. Tâm bắt đầu chậm đến nha, xong là Kata nha. Nha. À. Happy birthday to you. Không chúc đồng, chúc đồng. Ui, khóc rồi. Chúc đồng. Ôi đồ lên, ngồi thở đấy. Ôi tí chết đâu, xin khúc đồng. Xong rồi giúp bảo Lôi thổi nhá. Ơ, xúc đồng. Ôi, sao mày à? Hôm nay sinh nhật mình đâu mà. Như kiểu sinh nhật mình nhỉ? Ôi, xúc đồng, thơ này, thơ ôi bố vẻ. Anh nhìn như méo mày hả? Khóc đi. Ê. Nào. Có bỏ trên chỗ nào? Kata nào? Mày tên rồi. Nào. Kata nào? Kata. Happy birthday to you. Kata đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cảm ơn tôi bạn. Anh đừng hỏi. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
happy birthday. Canta đi. Nào, canta nào. Canta, canta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Chúc. Happy birthday to you. Happy birthday. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Pika Pika. Chúc mừng sinh nhật. Nặng tiền. Chúc mừng sinh nhật. Nhiều mắt cười. Cho chơi chơi. Chúc mừng sinh nhật. Ô ra kì. Chúc mừng sinh nhật. Chú Tâm. Nào, đây mà, nhìn vào đây, nhìn vào đây. Chúc mừng sinh nhật Phan Đan, chúc mừng sinh nhật chú Tâm. Ô ra telephone kì. Chúc mừng sinh nhật chú Tâm. Nào. Phan Đan Bạch, chúc mừng sinh nhật chú Tâm. Chúc mừng sinh nhật chú Tâm. Chú Tâm. Chú Tâm. Thằng này, lên bên đi. Chúc mừng sinh nhật chú Tâm. Chúc mừng sinh nhật chú Tâm. Thổi nến. Sobra. Sobra vela. Apaga vela. Bắn đây, bắn gì đấy? Bắn đi. Bắn sao? Bắn sao sau màn hình các bạn? Nào thổi nến đi, thổi nến đi. Nào thổi, nào thổi, nào. Ok. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Thường dám ngồi giữa một sinh nhật. Nào hát lại một bài đấy nào. Happy birthday to you. Happy birthday. Ôi trời, chưa quay. Ê. Quay lại đoạn thổi lên nhá. Ê. Đấy, bạn lên đây, bạn lấy nó đi rồi. Nhưng mà tạch má. Có em sau. Được rồi. Rồi, quay lại được. Senta. Quando acabar a canta, vai sobrar, já? Sobrar, vê lá, já? Canta lá, ó. Chúc mừng sinh nhật. Nào, về đi. Ola. Ola. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Lạc Tiên. Lạc Tiên. Ola Kỳ. Chúc mừng sinh nhật Lạc Tiên. Lạc Tiên. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Chú Tâm. Ola Kỳ. Chúc mừng sinh nhật chú Tâm. Chúc mừng sinh nhật chú Tâm. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Rồi, chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Lạc Tiên. Con ô. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Chú Tâm. Chú Tâm. Ok, super là Vela. Các bạn anh đi ăn đi ông già ơi, chờ lâu lắm rồi ông già. Rồi bây giờ các bạn cần các bánh nhá. Ừ, nào. Đến phần khâu các bánh rồi. Pháo hoa lổ linh tinh nhỉ. Đi tuổi mama rồi. Mama giòn đẹp. Thôi lấy con dao đi. Đây là bạn.
Vẽ tí, vẽ này mà. Vẽ ra tên đi. Nào. Ôi, cái phần trên ngon nhất. Cái phần trên ngon nhất thì quét đi. Thôi nó bay, nó dính rồi. Ok, cắt bánh sinh nhật à? Từ từ đã, chia gì đã, cầm chia ai? Nào, Linh cắt cho cái. Để anh cắt đi. Anh có kinh nghiệm, anh cắt đi. Rồi, ok, dọn nhẹ nhẹ hết cái kem đi. Anh cho đây. Đỡ bày ra đất. Mama đỡ phải dọn nhiều. Rồi, xong rồi mua chú miếng nhá. Ui rồi. Này, rồi. Làm đấy đi. Cái như sinh nhật lôi ấy nhờ. Ngon không? Hả? À? À. Ui à, ngồi xuống. Senta bánh xe. Hả? Hả? Free không? Bánh đi con đường ấy. Bánh, con đường. Bánh để cho lại ra lạnh không ăn. Sợ. Để ngồi ra cho cái bố ấy. Xong việc đó, về đây. Nào, cắt đi. Nào, có ta. Xong việc đó, về đi. Nào, có ta. Nào, cắt nào. Nào, hai chiều cắt đi nào. Ôi giời, cắt dê gì đấy. Bạn à, tôi bỏ tủ lạnh các bạn. Đông đá rồi. Đá là đông đá. Gặn lên, đấy, lấy chiếc lên. Tổ nam mình đang mềm mại. Ok. Nào. Wow. Bánh này hôm qua là mua từ hôm qua để trong tủ lạnh nên là nó hơi cứng một tí, không phải đống đá đâu, nó chỉ là cứng thôi, nhưng mà ăn rất là ngon. Chưa bao giờ thấy cái cắt bánh gato lại khó khăn như thế bây giờ. À, rồi cơm bánh đây. Cơm bánh đây. Nào bỏ cái này thứ. Rồi. Hai chú cháu tự ăn uống nhau đi. Này, cho chú Linh miếng này. Ăn đi, ăn đi. Đường nhiều lắm. Thì ăn đi. Đường ăn đang đường. Mấy gà tôi bên này làm đường nhiều lắm. Ê, ngon quá, quý à. Mua. Ngon không? Ngon không? Này to lên màu. Ngon không? Ngon. Ok. Ok các bạn nhá. Rồi, sẽ kết thúc, mình sẽ kết thúc video ở đây để cho anh em còn đi làm. Một buổi sáng đã triển khai được cái sinh nhật cho các bạn ở trong team rồi nhá. À, các bạn nhá. Ok. Chào các bạn. Ok, ăn đi, ăn món này.